ព្រៃមិត្តជាទីមេត្រីបាទយើងក៏បន្តចាប់អារម្មណ៍អំពីសកម្មភាពដែលនឹងកើតមានឡើងនៅថ្ងៃទី5ខាងមុខនេះគឺជាពិធីបាទបែបសាសនាជំនឿទំនៀមទម្លាប់ចំពោះបងប្អូនជាប់ខ្សែស្លាចិនមុនបុណ្យចូលឆ្នាំចិនមកដល់នោះគឺក៏មានពិធីនៃការសែនព្រេនដកជើងធូបផងដែរអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសកម្មភាពទាំងឡាយហើយនៅថ្ងៃទី3នេះតែម្ដងគឺនៅតាមទីផ្សារនិងតាមគេហដ្ឋាន នីនីក៏មានការដាក់លក់ហើយនៅគ្រឿងដណ្ដាប់សែនព្រេននៅចូលឆ្នាំចិនគឺមានពលរដ្ឋខ្មែរកាត់ខ្សែឆ្លៃចិនបានទៅទិញបាទដូចជាជំនាញផ្ទះកងម៉ានិងគ្រឿងរបស់របរនីនីដើម្បីធ្វើពិធីសែនដកជើងធូបនៅថ្ងៃទី5ខែមុខនេះអ្នកស្រីវ៉ាន់កុនធាដែលជាម្ចាស់ជីវកម្មបាទសផលកាត់កញ្ចក់នៅក្នុងតំបន់ខេត្តកណ្ដាលបានថ្លែងថានៅថ្ងៃមុននៃការដក ជើងធូបបាទសែនដកជើងធូបមានពលរដ្ឋខ្មែរកាត់ខ្សែឆ្លៃចិនវៀតណាមបានមកទិញផ្ទះកងម៉ាចំនួនផ្ទះនិងឈុតគ្រឿងរបស់របរដកជើងធូបជាហោហែអដាច់នោះទេប៉ុន្តែមិនសូវមានច្រើនដូចឆ្នាំកន្លងទៅដោយសារតែឆ្នាំនេះគឺដោយសារតែកម្មជាយើងមានបញ្ហាវីរុសកូវីដ19តែយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងឆ្នាំនេះអាជីវកម្មរបស់អ្នកស្រីផ្ទាល់បែរជាមានអាជីវករតាមបណ្ដាស្រុកនិងតាមខេត្តនានាបានបញ្ជាទិញយកទៅលក់បន្តយ៉ាងច្រើន អ្នកស្រីក៏ដូចជាអាជីវករផ្សេងៗទៀតបាននិយាយថាការទិញផ្ទះកងម៉ានិងគ្រឿងរបស់របរសែនព្រេនដូរជើងធូបនៅជាឈុតៗភាគច្រើនគឺថាមានខ្លះទិញទៅដាក់ធ្វើពិធីឡើងផ្ទះថ្មីខ្លះទៀតគឺថាទិញដូរដោយសារតែផ្ទះកងម៉ាចាស់នោះបាក់បែកត្រូវដូរថ្មីខ្លះរកស៊ីមានបានត្រូវធ្វើការដូរជាថ្មីជាដើម ច្រើនតែហ៎តែគាត់ថាវាមិនសូវដូរច្រើនឆ្នាំ ចា đời xa ấy đời xa covid vẫn á chẳng chờ nấu tha vì cắt và thôi vẫn tới chẳng còn hai nhóm bạn môi quạt vô từ lụa tam khai tiền chẳng còn hai dương trình anh về tịnh vẫn tới nè tại bạn đặt vị trần pe khác quạt khác pi nam mày chẳng đô mà đong đôi tha mà nam chẳng nói khác đôi tha bạch bạch vẫn tới nè chẳng qua thử tạ đâu rồi bơ sân nan nơi lõ anh chẳng kể ai tục đo mà chăn tiền anh chẳng từ kê cọ chén đang đợi đông dễ bị đam tiền đang đặt nhầm lụa đầm lái tụ bay ra là bọn đang ót cả đói miền cả đói chim đang lụa đầm lái thề bạc nhầm chả đại khát được mình ót nhầm đầm lái thay thề nhầm ót đầm lái tụ bay là bọn đang miền cái ót đấy cứ nhầm đang lụa đầm lái thề ông mặt đầu vào của ông toàn bị đạm mà hồ hài mà bảo ông là xa chứ ông mặt toàn đầu ông ấy bây giờ nhà cái làng tẹt mày tẹt anh chẳng ông cha chẳng cái thật đâu ai cái làng tẹt thay cha làng tẹt thay rồi còn nẹt tẹt chạy để cái chạy cái anh chẳng cái đó gì miền bắc đấy chứ cái đầu biển tôi cái đã từ thông từ để lái bị chia bớt đợt tây tiết có ba lời làng phong nái thà đi rót nhám cái tay chặt tinh cường là bò đập bò thưa vị thi sai đô trường thúp nơi môn cạnh bon châu nằm chân trên châu mặt đỏ hoặc các thưa vị thi sai bên ấy cứ cái thưa tam công má nâng ở phố mặt đáy đại tay chặt thưa tăng vì môn môn mộ riêng mộ hồi từ thưa to to kia đầm bây giờ tụ ban sẽ lấy sóc đây chấm rán luôn nhóm ta nhóm chân sót hay giấy yun sót mặt khang mình nè cha thường chân là hồ tới mũi cha đâu lại chị niên tía hay lại con má đinh tam tùm niêm tùm loạn tha con má nắng đâu rồi cho năm tăng trăng pla rồi cho năm tiền lại nắng á nắng hai tăng pi đâu trường thu hay pla lại nên tôi còn ngao cái văn năng á hay cái lại dương vừa nâng chuyện điện té nên con má nâng cột đầu đây đầu rồi nằm chân á muối tôi thay vật dân nội trường thu dân tới dân thời ca tài liệu hay ai dân tới dân hiệp làng mình tinh tràn đây vậy tới ai là bò sầm rập cho nằm chân cứ tinh tràn tại mà đòn cha đô rô chanam vậy tới mà đây không có thơ cục để chanam để lấy con khôi ba lần nơi đập ôn sẽ nhưng chừng luôn bà tam chân sai cọc lóng có ba lời lang phong nói tha tam bà pon có buôn bà ran chân tăng vị đào mốc cứ kê tư điệp cho ông bị thi sai đô được gọi đô trường thu mùi chanam tới thơ tay mà đòn tí hai bị thi sai ní cứ mini ni ạ tình ấy tha chỉ ca sai lược trong cơ đồng mây o côn nâng chút nằm náo tê và đá lang thang xuống chia bị xế ca sai tê và đá thay để xa trường cán nâng nẹ ta trường cán chỉ đàm លោកចិនសែកកកឡុងក៏បានបន្តថាសម្រាប់ឆ្នាំ2021នេះពិធីសែនដកជើងធូបនិងដូរគ្រឿងរបស់របរផ្សេងៗទៀតនោះក៏ត្រូវតែធ្វើនៅថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈនេះដែលជាថ្ងៃល្អបំផុតតាមក្បួនហោរាចិន